Xin chào, mỗi ngày hiểu biết hơn một chút. Và trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đại dịch Covid tại Triều Tiên. Đây là một đất nước đầy bí ẩn, với hệ thống truyền thông gần như tuyệt giao với thế giới. Thế nên dịch bệnh ở đây cũng bí ẩn, chẳng kém sự tồn tại của Atlantic. Vậy thì dịch bệnh ở Triều Tiên đã xảy ra như thế nào? Chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu ngay nhé. Ca bệnh đầu tiên ở Triều Tiên được ghi nhận vào ngày... Triều Tiên làm quái gì đã có ca bệnh đầu tiên? Nghe đến đây, chắc chắn các bạn sẽ không tin. Vì trong lịch sử, qua các lần đại dịch trước, Triều Tiên luôn đưa tin về những ca tử vong trên toàn thế giới do hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng SARS vào năm 2003, virus Ebola vào năm 2014 và hội chứng hô hấp Trung Đông MERS vào năm 2015. Nhưng riêng đất nước Triều Tiên thì cả 3 lần đại dịch đó không hề có một ca lây nhiễm nào. Vậy thì đất nước này có thật sự chống dịch siêu như vậy? Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng phân tích để vén màn những sự thật bên trong đất nước Triều Tiên. Trước hết, chúng ta hãy cùng đánh giá về tình hình của Triều Tiên trong những ngày đầu bùng dịch ở Trung Quốc. Như các bạn đã biết thì Triều Tiên xem Trung Quốc như người anh, người bạn thân thiết và cũng là đối tác quan trọng nhất về kinh tế. Biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên được xem như miếng xốp, rất thoải mái và tự do, trái ngược hoàn toàn với biên giới giữa nước này với Hàn Quốc, nơi được ví như bức tường sắt, đến con ruồi cũng chẳng dám bay qua. Trước khi đóng cửa biên giới do dịch bệnh thì con đường xuyên giữa Trung Quốc và Triều Tiên rất nhộn nhịp. Mà thậm chí, ngay cả khi đóng cửa thì Triều Tiên vẫn cho phép những xe chở vật tư từ Trung Quốc đi vào. Như vậy, việc gần gũi và thân thiết với ổ dịch là Trung Quốc thì Triều Tiên có nguy cơ lây nhiễm rất cao. Nhất là khi những ngày đầu dịch xuất hiện, đến cả Trung Quốc cũng chưa biết để kiểm soát nó. Và dấu hiệu đầu tiên cho phép chúng ta nghi ngờ rằng Triều Tiên đã có những ca mắc Covid. Đó là hình ảnh những nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ đi phun thuốc khử trùng. Các bạn thử nghĩ xem, nếu không có dấu vết virus xuất hiện thì ai đi phun khử trùng làm gì? Nếu khu vực bạn sống không có ai dương tính mà bắt bạn đi phun khử trùng thì chắc chắn bạn sẽ chẳng biết phun vào đâu, chẳng nhẽ phun vào cây cho nó nhanh chết. Tiếp nữa, đầu tháng 2 năm 2020, Triều Tiên có hành động giãn cách xã hội, cấm cửa các khu vui chơi, nơi sinh hoạt tập thể, hủy bỏ nhiều sự kiện lớn và đóng cửa tất cả trường học trên toàn đất nước. Thậm chí sinh viên bị cách ly luôn tại ký túc xá, không được di chuyển. Đây là những việc thật sự cần thì mới làm, vì nó sẽ gây thiệt hại rất lớn cho đất nước. Mà các bạn nghĩ xem, nếu Triều Tiên làm tốt công tác phòng dịch tại biên giới, dịch không xâm nhập được vào đất nước thì giãn cách xã hội làm gì, đóng cửa trường học làm gì, không có virus làm sao lại phải sợ. Theo tờ Daily NK, một tờ báo của Hàn Quốc chuyên nằm vùng và hóng biến tại Triều Tiên cho biết đã có 5 bệnh nhân sống ở thành phố Sinuju tử vong do nhiễm Covid. Còn Bình Nhưỡng cũng đã có ca bệnh đầu tiên dương tính. Tất nhiên, đây là thông tin do Hàn Quốc, một quốc gia thù địch với Triều Tiên cung cấp. Thế nên chúng ta có quyền tin hoặc không. Đến tháng 3 thì Triều Tiên quyết định cách ly với các trường hợp trở về từ nước ngoài tới 40 ngày và theo dõi y tế thêm 30 ngày nữa. Theo truyền thông chính thức của nước này, đã có tới 7.000 trường hợp được cách ly. Thế nhưng đến cuối tháng 3, đất nước này vẫn công bố không có một ca nhiễm nào. Như vậy, trong 7.000 người, đa số trở về từ Trung Quốc, chẳng một ai dương tính. Thậm chí đầu tháng 3 năm 2020, Triều Tiên còn lôi 5 quả tên lửa ra bắn cho thế giới thấy rằng Triều Tiên vẫn ghê lắm nhá. Chúng tôi đâu có bị Covid đe dọa đâu, nên vẫn rất rảnh để thử tên lửa. Cho nên các vị phải tin Covid không vào đất nước chúng tôi là sự thật. Nghe thì cũng hợp lý, thế nhưng tờ Daily NK của Hàn Quốc lại một lần nữa đáp trả bằng một bài báo cáo cho thấy 180 binh sĩ đã thiệt mạng do Covid và 3.700 người khác phải cách ly. Tuy nhiên, mình vẫn nói thông tin này không được kiểm chứng, tin hay không là tùy các bạn. Đến ngày 23 tháng 4, Triều Tiên lại công bố một báo cáo cho thấy họ đã test virus hơn 740 trường hợp và tất cả đều âm tính. Và tờ Daily NK lại đáp trả một thông tin rằng có một người đã bị bắn khi đang cố tình vượt sông đào tàu sang Trung Quốc. Anh ta đã được Trung Quốc cứu chữa và làm xét nghiệm Covid-19, kết quả là dương tính. Vào cuối tháng 4, Triều Tiên bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội tại thủ đô Bình Nhưỡng. Đến tháng 6 thì trường học được mở cửa trở lại. Các nhà phân tích cho rằng thời điểm này Triều Tiên đã khống chế được dịch, nhưng họ đã có một cuộc hành trình khá gian nan và kéo dài tới 4 tháng. Giữa tháng 7 thì không biết có phải Hàn Quốc thử Triều Tiên hay không, nhưng có một người phụ nữ từng đào tẩu sang Hàn Quốc đã trở về Triều Tiên. Người này được ghi nhận là nghi nhiễm Covid-19 và Triều Tiên cũng công nhận điều đó. Những người tiếp xúc với bà đều bị cách ly. Triều Tiên ngay sau đó cũng đã làm xét nghiệm với trường hợp này và kết quả không hề giả chân. Họ nói rằng không thể kết luận được có dương tính hay không. Một câu trả lời không thể nào thuyết phục hơn. Về phòng chống dịch, Triều Tiên luôn làm tốt gấp 3 lần nước khác. Ví dụ nước ngoài cách ly 14 ngày thì Triều Tiên phải cách ly tới 40 ngày. Họ kiểm dịch không chỉ với con người mà còn làm luôn cả với hàng hóa nhập khẩu.
Đặc biệt là truyền thông nhà nước luôn đưa ra những hình ảnh tồi tệ nhất của dịch bệnh thế giới. Ví dụ như hố chôn tập thể, người bệnh nằm la liệt trên đường. Và họ không bao giờ nói về việc có vaccine. Chính xác là đến lúc này, người dân Triều Tiên vẫn chưa biết vaccine có tồn tại. Mục đích là để người dân ám ảnh, sợ hãi dịch bệnh, từ đó sẽ tự giác cách ly và nâng cao ý thức. Người nước ngoài thì đánh giá đây là cách làm rất tiêu cực. Như vậy, Triều Tiên còn dịch hay không thì các bạn có thể tự khẳng định. Nhưng cái quan trọng nhất là tình hình ở Việt Nam hiện nay đang rất phức tạp. Các bạn hãy nâng cao ý thức phòng dịch, thực hiện nghiêm cách ly và khai báo y tế nhé. Đừng để như ai đó. Việt Nam hãy cố lên. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.